Chào các bạn, video ngày hôm nay mình hướng dẫn sử dụng cái plugin Layer Sculptor để chúng ta tạo ra diễn hoạt cho khuôn mặt của người mẫu của mình từ một cái hình tĩnh. Thì nhìn cũng rất là đẹp, không khác gì AI luôn. Thì việc đầu tiên là các bạn chúng ta import cái hình của mình vô, tạo một cái con. Sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng cái hiệu ứng Layer Sculptor vào trong cái layer của mình. Sau đó thì mình sẽ zoom vào, chúng ta sử dụng công cụ Pen Tool, mình vẽ các cái mask viền xung quanh các cái bộ phận mà chúng ta muốn chuyển động, chẳng hạn như là mắt hoặc là miệng. Thì ở đây mình vẽ cho con mắt thứ nhất, và ở đây thì cái mask đầu tiên chúng ta sẽ viền theo cái con mắt của mình giống như thế này. Rồi sau đó mình lại click ra ngoài, lại select cái layer của mình lại vẽ một cái mask thứ hai. Cái mask này thì chúng ta sẽ khoanh ở cái khu vực mà chúng ta muốn. Khi một cái con mắt nó chết thì nó sẽ kéo theo cái khu vực nào thì chúng ta sẽ vẽ đến đó. Ví dụ như mình sẽ vẽ nó đến đến cái vùng dưới cái lông mày như thế này. Tiếp theo thì mình lại vẽ một cái mask thứ ba. Cái mask này thì là cái mask giới hạn limit. Thì cái mask này các bạn làm sao đó vẽ cho nó, các bạn không muốn nó tác động vào cái khu vực bên ngoài thì chúng ta vẽ đi chặn nó lại ha. Rồi sau khi xong thì chúng ta mở cái mask ra, các bạn sẽ thấy chúng ta có ba cái mask, mask 1, mask 2, mask 3. Thì chúng ta sẽ vào trong cái layer sculptor, trong phần mask 1 chúng ta sẽ chọn ngược lại từ trên từ dưới lên ha, tức là mask 3 đầu tiên. Tức là cái mask limit sẽ là cái đầu tiên ha, cái mask số 2 sẽ là cái số 2, mask số 3 của mình sẽ là mask số 1, mình đã chọn ngược lại 3 2 1. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vào trong ba cái mask của mình ghi cái đồng hồ. Và chúng ta đi đến một vài frame sau, mình sẽ kéo cái mask của mình xuống thì các bạn sẽ thấy là cái con mắt của mình nó sẽ khép xuống như thế này. Và chúng ta sẽ đi ra khoảng vài frame sau nữa, mình sẽ reset cái key lại và chúng ta sẽ có một cái chuyển động chớp mắt. Rồi thì sau khi xong thì mình sẽ tiếp tục duplicate, tức là sao chép cái layer, cái hiệu ứng layer sculptor một lần nữa, mình reset nó lại để nó trả về giá trị ban đầu. Sau đó thì mình lại zoom vào, mình dùng pen tool mình vẽ cho cái con mắt phía bên trái này, và cũng tương tự như nãy thôi, mình sẽ viền cái mask như thế này, click ra ngoài, vẽ tiếp một cái mask thứ hai ở khu vực dưới lông mày và một cái mask thứ ba là cái mask limit, mask giới hạn thì chúng ta vẽ bên trên cái lông mày. Sau khi xong, chúng ta lại select ngược từ dưới lên 6, 5, 4. Và sau đó thì chúng ta mở ba cái mask 6, 5, 4 này ra, mình key cái mask path. Được chưa? Rồi, mình sẽ kéo ba cái mask của mình, ba cái pair, cái key của mình về giá trị ban đầu, về cái frame ban đầu. Sau đó thì đến lúc mà cái mắt bên phải cúi xuống thì mình cũng sẽ kéo cho cái mắt bên trái nó xuống ha. Và sau đó thì cũng giống như nãy, mình sẽ trả về cái giá trị ban đầu của cái mắt, và như vậy chúng ta sẽ có cái chớp mắt. Rồi bây giờ chúng ta làm cho cái miệng thì với cái miệng mình cũng sẽ duplicate một cái hiệu ứng layer sculptor lên, mình reset nó lại. Với cái miệng thì chúng ta sẽ vẽ cái mask bao quanh cái miệng của mình ha. Thì ở đây thì mình sẽ cũng sẽ dùng pen tool, mình vẽ cái mask, lần này mình vẽ cái mask nó kỹ một chút. Đó. Rồi, sau khi vẽ cái mask mà nó khoanh vòng như này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ, nó sẽ cắt cái hình của mình như này, thì chúng ta chỉ việc chuyển chế độ thành non. Sau đó thì mình ghi cái mask path ở ngay cái vị trí frame số 0. Rồi. Tiếp theo nữa thì mình vẽ tiếp cái mask viền xung quanh. Thì ở đây thì mình sẽ muốn khi mà chuyển động thì cái nó sẽ tác động đến cái khu vực này, không muốn nhiều quá. Rồi, sau đó thì mình lại chuyển chế độ thành non và ghi cái mask path. Và cuối cùng thì mình sẽ vẽ một cái mask limit, tức là mask giới hạn giống như hồi nãy thôi. Và cái mask giới hạn thì mình muốn nó đến vòng quanh cái khu vực này. Rồi và chúng ta cũng sẽ chuyển thành non và key cái mask path. Rồi cuối cùng thì mình sẽ vào cái layer sculptor số 3. Mình chọn ngược từ dưới lên 9, 8, 7. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu key diễn hoạt.
mình sẽ cho cái miệng của mình nó cười ha. Thì để làm việc đó thì mình sẽ nâng cái miệng mình lên như thế này, và nhớ là chúng ta cũng đẩy cái những cái môi dưới lên để cho nó không có dày quá, và như vậy chúng ta có cái miệng cười ha. Và sau đó thì chúng ta sẽ trả lại cái kỳ ban đầu, và như vậy chúng ta sẽ có cái diễn hoạt khuôn mặt dành cho người mẫu diễn viên chúng ta, và từ một cái hình tĩnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và mong các bạn ủng hộ kênh để mình có thêm động lực xây dựng nội dung mới nha.